Minh Đức và Như Anh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023, chương trình có những nội dung chính như sau. Những ý kiến của cử tri đại diện cho lực lượng đoàn viên thanh niên sinh viên thành phố Cần Thơ đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải đáp thỏa đáng. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất bổ sung 5 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, dự kiến tổng số người được mở rộng tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 3 triệu người. Nhân dịp lễ cúng ông bà Sendonta, tìm hiểu về chiếc ghe ngò, một giá trị văn hóa đặc trưng mang nhiều ý nghĩa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc gần 700 cử tri đại diện cho lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có lộ trình nâng cao năng lực cho lực lượng thanh niên trong chuyển đổi số. Vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cho biết, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đầu tư rất lớn cho quá trình chuyển đổi số trên cả nước với 3 đột phá chiến lược. 3 cái đột phá chiến lược là phát triển cái hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng chiến lược về chuyển đổi số, công nghệ thông tin. Mà hạ tầng này thì chúng ta đang phát triển, mà quan trọng nhất là hai cái này là cái gì? Là điện và sóng. Đó, điện và sóng. Hiện nay chúng ta còn khoảng hơn 200 cái điểm lõm về điện và sóng ở cơ sở, tức là theo cái báo cáo của các cơ quan chức năng thì tôi nắm được cái thông tin là như vậy. Thì chúng ta phải làm sao có điện, có sóng. Đấy. Thì chúng ta mới công nghệ số được, chuyển đổi số được. Tất nhiên bên cạnh cái sóng và điện thì phải có hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, hạ tầng y tế và giáo dục. Đấy, chúng ta đang tập trung phát triển cái hạ tầng này và ưu tiên phát triển hạ tầng, một trong 3 đột phá của chúng ta. Đấy, thứ hai là đào tạo nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực thì chúng ta, như tôi nói ban nãy đấy, chúng ta ưu tiên cũng là một trong cái đột phá. Thì tạo cơ hội, tạo điều kiện cho các bạn trẻ hay là không bị ai bỏ lại phía sau. Cử tri cũng kiến nghị Thủ tướng quan tâm giao nhiều công trình phần việc cho tổ chức đoàn thanh niên để phát huy sức trẻ, tạo điều kiện cho tuổi trẻ đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng rất quan tâm đến nội dung này và nhấn mạnh phong trào thanh niên sống được phải gắn lợi ích của cá nhân, tập thể, cộng đồng. Phong trào đoàn tập trung vào mấy việc thôi. Một là phong trào học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ là cho chính mình, nhưng mà cho gia đình, cho xã hội và cho cả dân tộc chúng ta. Cái thứ hai là công nghệ thông tin, cũng cho chính mình, cho dân tộc, cho xã hội. Và cái thứ ba là giữ gìn vệ sinh môi trường, sống xanh, sống sạch. Sống đẹp, sống xanh, sống sạch, sống khỏe, vệ sinh môi trường là cũng cho chính mình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho dân tộc. Thế còn cái phong trào gì nữa mà nó gắn với lại cái việc này thì phát động nó dễ. Thì tôi xin mạn phép là công trình thanh niên, nhưng mà nó phải gắn với lại thanh niên, nó gắn với lại lợi ích của mỗi cá nhân, nó gắn với lợi ích của cộng đồng, gắn với lợi ích của dân tộc. Thì phong trào đấy nó sẽ sống, công trình đó nó sẽ sống mãi. Và xu thế phong trào sẽ được nhân lên, góp phần cho cái sự phát triển chung của đất nước. Liên quan tới ý kiến về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực hiệu quả, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số, tình hình phát triển của đất nước, Thủ tướng cho biết, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên, là một trong những hoạt động quan trọng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện công việc mang tính chất lao động, nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để thực hiện tốt vấn đề này, thời gian qua, Trung ương đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định, đồng thời ban hành nhiều văn bản để tạo điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho người lao động.
Năm nay, 82 gương cán bộ hội có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xét trao giải thưởng 15 tháng 10. Thành phố Cần Thơ có hai cá nhân vinh dự nhận giải thưởng này. Đó là anh Lại Phước Trường Thành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều và anh Đặng Tấn Giai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai. Đây là hai cán bộ hội tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào thanh niên tại địa phương, có những hành động đẹp, có ích cho cộng đồng, xã hội. Năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tiếp nhận 127 hồ sơ của 54 đơn vị gửi xét chọn giải thưởng 15 tháng 10. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội đã tổ chức 50 ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho gần 55.500 sinh viên, trong đó có hơn 27.500 sinh viên có việc làm ổn định. Ngoài ra, hơn 50 diễn đàn giao lưu với các nhà khoa học doanh nhân được tổ chức, giúp sinh viên trang bị kiến thức về khởi nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghệ số, nông nghiệp số gắn với thương mại điện tử. Hội sinh viên thành phố ký kết chương trình phối hợp các đơn vị trên, tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đặc biệt là mở các khóa đào tạo nghề, kỹ năng nghề nghiệp, phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm giữa sinh viên và doanh nhân. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi về đề xuất bổ sung 5 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, dự kiến tổng số người được mở rộng tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 3 triệu người. Theo đó, 5 nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được đề xuất bổ sung gồm chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người lao động làm việc không trọn thời gian. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6 tới đây, thông qua tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo Nghị định 45 năm 2022 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thời điểm chính thức áp dụng việc xử phạt hành chính đối với hành vi hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Để quy định này thật sự đi vào cuộc sống, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành hướng dẫn, lộ trình cụ thể và phổ biến đến người dân nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự thay đổi. Theo Nghị định 45 năm 2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, hộ gia đình, cá nhân, không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, thì bị phạt tiền từ 500 tới 1 triệu đồng. Thời điểm chính thức áp dụng việc xử phạt đối với hành vi này sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, Nghị định 45 vẫn chưa được nhiều người dân nắm rõ. Do đó, để những quy định pháp luật sớm đi vào thực tế cuộc sống và tạo thói quen cho mọi người trong việc xử lý rác thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới và khảo sát tại một số tỉnh của Việt Nam. Theo tiến độ, dự thảo sẽ được ban hành trong tháng 10 này. Ngoài việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, thành phố Cần Thơ cũng đẩy mạnh lồng ghép các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính tại khu vực đô thị. Hiện nay thì 100% công trình sử dụng vốn nhà nước được kiểm soát sử dụng vật liệu không nung. Cùng với đó, hầu hết phương tiện xe buýt vận chuyển hành khách công cộng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tăng cường khai thác năng lượng tái tạo cho hệ thống đèn chiếu sáng công cộng để tiết kiệm năng lượng, đồng thời đẩy mạnh xanh hóa đô thị, ưu tiên bố trí đất cho mảng xanh đô thị khu dân cư, trồng cây phân tán và phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao khả năng hấp thụ khí nhà kính. Chỉ trong 9 tháng của năm nay, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 195 triệu đô la Mỹ, chiếm 16% tổng xuất khẩu cá tra của nước ta sang các thị trường. Đây là thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Riêng tháng 8 năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 25 triệu đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 38% so với tháng trước đó. Nhiều chuyên gia cho rằng cá tra Việt Nam còn nhiều dư địa trên thị trường Mỹ, đặc biệt do giá bán hợp lý, cá tra đang dần thay thế các loại cá thịt trắng được khai thác tự nhiên có giá cao hơn. Đây là xu hướng chung tác động đến tiềm năng tiêu thụ ngành cá tra thời gian tới, và thực tế đã ghi nhận giá trị xuất khẩu các tháng gần đây đã tăng đều.
Tại thành phố Cần Thơ, trong 9 tháng của năm nay, diện tích thả nuôi thủy sản gần 7.800 hectare, trong đó diện tích nuôi cá tra là 633 hectare, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch đạt gần 171.500 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 220 hectare nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm như Việt Gáp, ASC. Ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, chú trọng phát triển nuôi các đối tượng chủ lực, đồng thời hướng dẫn các cơ sở hộ nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Một thông tin y tế đáng chú ý là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cứu sống nam thanh niên bị vết thương thấu bụng, hoại tử phần lớn ruột non. Bệnh nhân nam NMQ sinh năm 1988 ở Bà Rịa Vũng Tàu, làm thuê ở tàu đánh cá. Vào khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023, bệnh nhân bị vết thương thấu bụng, một đoạn ruột lộ ra khỏi ổ bụng. Được thành viên cùng tàu dùng ni lông sơ cứu và chuyển vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc, viêm phúc mạc toàn thể, hoại tử toàn bộ ruột non, vết thương thấu bụng giờ thứ 50. Sau 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, tổng trạng bệnh nhân phục hồi tốt, tiếp tục được theo dõi điều trị tiếp tại khoa ngoại tổng hợp. Hôm qua, đoàn y bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Trung tâm Y tế huyện Thới Lai tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho người cao tuổi ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Từ sáng sớm, đông đảo bà con địa phương đã có mặt tại điểm khám. Các y bác sĩ bắt tay ngay vào việc khám, phân loại bệnh, sau đó chuyển các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp tư vấn và cấp thuốc. Từ đầu năm đến giờ đã tổ chức hơn 10 đoàn khám về các địa phương, vùng khó khăn và vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều bà con có ít có điều kiện để tiếp cận với cơ sở y tế hiện đại. Đoàn khám thì luôn huy động những cái máy móc mà có cái độ chính xác cao, ví dụ như máy siêu âm thì sử dụng những cái loại máy móc mới hiện đại. Ngoài ra thì máy điện tim thì cũng sử dụng những cái hãng lớn có độ chính xác cao. Ngoài ra thì cũng được kiểm định hàng năm để đảm bảo cái độ chính xác nó không có bị thay đổi theo thời gian. Với các trang thiết bị, đoàn đã siêu âm cho 30 bệnh nhân. 80 bệnh nhân cũng đã được chỉ định đo điện tim. Qua đó, các bác sĩ đã có tư vấn cụ thể. Cái tình trạng của những cô chú lớn tuổi ở quê mình á, là mình gặp nhiều cái vấn đề về gan nhiễm mỡ và bệnh lý chức năng gan dạng viêm gan. Và qua đó thì cũng có phát hiện được 2 trường hợp là có vấn đề đặc biệt về gan. Cho nên là em cũng như là các bác sĩ cũng có tư vấn cho các cô chú đó là mình sẽ lên bệnh viện tuyến trên để được hướng dẫn điều trị tiếp. 160 bệnh nhân được khám và cấp thuốc trong đợt này đều là người cao tuổi. Vì vậy, cơ số thuốc đoàn mang theo lần này tập trung vào các bệnh thường gặp của người cao tuổi. Mỗi bệnh nhân sau khi khám bệnh được cấp 5 ngày thuốc uống theo chỉ định. Ở ấp mà phát phiếu cho cô đi qua đây để khám bệnh, nó có Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nè, có các bác sĩ hỗ trợ nè. Để tìm bệnh bình thường ở nhà này là té 4 cọc xương sống này là mười mấy năm rồi đi khám với Cần Thơ lại là lo bị loãng xương 2 cọc nữa là 6 cọc xương sống rồi. Khám bệnh thì cho cô bác cũng đàng hoàng tử tế, hỏi từ câu mình bệnh gì mình trả lời là người ta mới ra to cho mình uống thuốc, rất là vui. Bên cạnh cấp phát thuốc, đoàn cũng đã tặng 150 phần quà cho bà con đến khám bệnh. Tổng kinh phí cho đợt cấp phát thuốc lần này là 70 triệu đồng, được bệnh viện vận động xã hội hóa. Tuy số thuốc và giá trị các phần quà trao tặng không cao, nhưng qua đây thể hiện trách nhiệm, tấm lòng và ý đức của người thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đối với cộng đồng nói chung và người cao tuổi nói riêng. Nhân dịp lễ cúng ông bà Sen Don Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ, các địa phương đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian. Riêng ban trị sự chùa Setador thuộc ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ vừa đón nhận chiếc ga ngò do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ trao tặng.
ban quản trị cũng như Phật tử ở đây cũng như là phấn khởi đối với đảng và nhà nước và rất là quan tâm cho đồng bào dân tộc. Thì có văn hóa người Khmer thì chiếc ghế ngô này để mà sau này để đảm bảo cái truyền thống, cái văn hóa của người Khmer trong cái đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Theo dân gian, chiếc ghe ngò, còn gọi là tốt ngò, của đồng bào Khmer đã xuất hiện ở đồng bằng từ lâu đời. Ghe ngò nguyên thủy là một chiếc thuyền độc mộc, khoét ruột từ một thân cây. Ngày nay, việc tìm được cây vừa to vừa dài rất khó khăn, người Khmer đã dùng những mảnh dán ghép với nhau để thay thế. Ghe ngò vừa được chùa Settador tiếp nhận, được đóng theo quy cách với chất liệu gỗ sao Úc. Bề ngang miệng ghe rộng 1,5 m, thân hạ sâu 0,56 m, có chiều dài 30 m, do 70 người ngồi bơi và chỉ huy, kinh phí đầu tư trên 300 triệu đồng. Đây là lần thứ hai chùa Settador tiếp nhận chiếc ghe ngò và là niềm tự hào của bà con Phật tử ở thị trấn Cờ Đỏ. Sẽ tiếp tục đại diện cho thành phố Cần Thơ tham gia lễ hội đua ghe ngò các cấp, góp phần phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Nói chung là cái ghe ngò này nó đang mang rất là ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Nói chung ai cũng khi mà có ghe cũng hào nói chung là hào hứng hết trơn á. Cái môn ghe ngò là của người Khmer Nam Bộ là cũng như là môn thể thao vua. Thành ra mới nên chúng tôi cố gắng tập trung hết tinh thần chơi để lấy danh dự cho chùa và danh dự cho cả thành phố. Nhờ cái khởi sự đầu năm chúng tôi cũng phải cương quyết, rồi sau này chúng tôi phải là cả bên ban quản trị và các đội ghe ngô phải hợp đồng lại mà mình lựa chọn cho phù hợp. Nhưng mà đối tượng, nếu mà đối tượng nào không như là mấy lần trước thì đừng không cho tham gia. Đó là mình chúng tôi lựa chọn sau này. Trong thời gian qua đó thì ở chùa cũng thành lập cái đoàn trong cái ban quản trị phân công để mà hỗ trợ trong thời gian sắp tới, cũng như là cái đội ghe ngô để đảm bảo cho là cái nét văn hóa của người Khmer trong thời gian sắp tới. Từ đây, lễ hội đua ghe ngô khu vực Nam Bộ sẽ có thêm đội đua thành phố Cần Thơ. Phong tục đua ghe ngò chứa đựng nhiều ý nghĩa thiêng liêng, tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại vùng đất trù phú đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này thì quý vị đã chọn cho gia đình mình một nơi nào để thư giãn chưa ạ? Riêng phóng viên Hồng Dân đang có mặt tại Cồn Sơn, quận Bình Thủy. Ở đây thì ngoài các dịch vụ vui chơi giải trí, thì việc tham quan và thưởng thức trái cây tại vườn cũng khá là hấp dẫn đấy nha. Vâng ạ, vì có sự liên kết của các nhà vườn cho nên đến Cồn Sơn lúc nào cũng có thể thưởng thức các loại trái cây tươi ngon. Và hiện tại có loại trái cây nào? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây nha. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này quý vị đã chọn cho gia đình mình một nơi để thư giãn chưa nào? Riêng Hồng Dân thì đang có mặt tại Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ở đây ngoài cái dịch vụ vui chơi giải trí thì việc tham quan và thưởng thức các loại trái cây tại vườn cũng khá là hấp dẫn. Vì có sự liên kết của các nhà vườn nên là đến Cồn Sơn vào thời điểm nào cũng có thể là thưởng thức các loại trái cây tươi ngon. Và hiện tại là có loại trái cây nào? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Diện tích 7 công đất chia thành 8 mờ, trồng được 200 gốc nhãn Idor với ưu điểm nhẹ công chăm sóc, chủ động được thời gian cho trái, nên anh Phan Hữu Thắng, chủ nhà vườn Sáu Cảnh ở Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã nhạy bén xử lý trái theo kiểu luân phiên giữa các bờ nhãn trong vườn. Chính vì thế, có thể phục vụ nhãn quanh năm cho du khách gần xa khi đến với xứ Cồn. Thắng ơi, vườn nhãn của cưng mát thiệt luôn á. Cồn Sơn, nó sẽ cách biệt ở bên thành phố ạ. Ở đây, ở giữa sông Hậu á. Cái luồng gió mình lúc nào nó cũng sẽ mát hơn á. Chị lắng nghe thử xem ạ. Cái tiếng rất ai mà mình có thể nghe được tiếng chim kêu. Đây cũng có thể là một trong những nơi rất là lý tưởng để thư giãn cuối tuần nè. Thắng ơi, thì ở đây nhãn của mình á thì trồng là khoảng bao lâu rồi em?
Dạ, ở đây em trồng tầm khoảng gần 10 năm rồi chị. Phần là cho khách tham quan, chụp hình. Ưu điểm của khách hái tặng vườn là gì chứ? Bình thường á, là mình ở chợ mình mua ăn á, thì cái lúc thu hoạch á, ở vườn rồi đem ra lái, đem ra tới chợ thì nó đã qua là 1-2 ngày rồi. Thì cái trái nó sẽ không còn ngon. À, chị Vân thưởng thức cho trái này. Khi mà chị cắn vô là cái chị cảm nhận được cái độ giòn á Thắng. Dạ. Ngọt thì nó không ngọt quá nha. Đặc biệt là cái hạt của nó. Hạt của nó dạ. Rất nhỏ luôn. Nhỏ. So với lông nhãn với thanh nhãn thì hạt nó rất nhỏ. Dạ. Cái độ cơm nó cũng vậy nữa. Trước khi mình trồng nhãn á, là gia đình mình có tìm hiểu về cái loại nhãn này không? Mà mình chọn cái loại nhãn này để trồng tại vườn mình để phục vụ khách du lịch nha. Dạ, lúc đó mình cũng có nghiên cứu á chị. Thì em thấy cái phần nhãn y đo nè. Cái năng suất nó cho thì nhiều. Rồi với lại cái giá hành này nó cũng ổn định, cây nó trái sẽ thấp, sẽ dễ hơn, khách có thể tự bẻ ăn nữa. Giá vé tham quan và ăn nhãn tại vườn với giá 30.000 đồng một lượt khách. Những du khách có nhu cầu mua trái cây làm quà cũng được bán với mức giá tại vườn. Cái cảm giác được thưởng thức trái cây do chính tay mình hái ngay tại vườn thật sự là tuyệt vời, giúp chúng ta cảm nhận được đầy đủ hương vị thơm ngon và tươi mát. Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều, quận đoàn do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa để chào mừng. Và vừa qua liên quan các câu lạc bộ, đội nhóm cũng đã được diễn ra, kết lại chuỗi hoạt động ý nghĩa vui tươi và đầy màu sắc. Đến với liên quan các câu lạc bộ đội nhóm do quận đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức, có 16 đơn vị thuộc khối địa bàn dân cư và các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Ninh Kiều. Liên quan là hoạt động tổng kết lại chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2023. Trước tiên là cũng vinh danh các bạn có thành tích tiêu biểu trong công tác hội, và bên cạnh đó thì cũng tạo thêm sân chơi cho các bạn thanh thiếu niên nhi đồng có được một cái sân chơi vừa rèn luyện về kỹ năng, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như là tung cái nét đẹp của trang phục áo đoàn và áo hội của các bạn thanh niên trên địa bàn quận Ninh Kiều. Song song đó thì tạo cái sân chơi cho các câu lạc bộ đội nhóm được giao lưu cùng với nhau và thêm vào đó là hoạt động chăm lo cho các bạn thanh niên yếu thế trên địa bàn quận Ninh Kiều. Cuộc thi diễn thời trang với chủ đề sắc màu dân tộc với nét đẹp từ trang phục áo đoàn, đội. Các đơn vị sáng tạo và phối trang phục công sở đẹp mắt, lịch sự và phù hợp môi trường của đoàn, hội. Thêm phần tô điểm cho nét đẹp của nam nữ cán bộ đoàn hội của thanh niên quận Ninh Kiều. Bên cạnh đó, còn có phần thi trang phục các dân tộc của Việt Nam. Bản sắc và nét độc đáo trên các trang phục truyền thống đã được các đội thể hiện rất chân thực, sinh động. Các em cảm thấy thích nhất là Việt Nam mình thì có rất là nhiều dân tộc, nhưng mà khi mình trình diễn được trang phục dân tộc của người Chăm thì mình lại diễn ra được cái nét của dân tộc này, giúp mọi người biết nhiều hơn về văn hóa cũng như là trang phục của dân tộc Việt Nam. Qua cuộc thi này thì em muốn là các bạn trẻ phải luôn là tự tin, phải tự hào khi mà chúng ta, dân tộc chúng ta có rất là nhiều nền văn hóa cũng giống như là nét đặc sắc khác nhau, và chúng ta phải học hỏi, trao dồi để tất cả các dân tộc đều có thể phát triển tốt đẹp hơn. Đây là một sân chơi bổ ích khiến em có thể phát huy được điểm mạnh của chính bản thân mình cũng như là phát triển được những kỹ năng là diễn trình diễn trước đám đông. Em được tiếp xúc được với nhiều bạn bè mới trong quận Ninh Kiều. Qua sân chơi này thì chúng em học hỏi rất nhiều điều. Ngoài cái trình diễn ra thì chúng em được học hỏi cái kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tự tin trước đám đông hơn. Và cái kỹ năng đó rất là cần thiết cho các cán bộ đoàn của chúng em. Khi em thấy được những cái bộ trang phục của dân tộc Việt Nam được trình diễn thì ngoài cái dân tộc Kinh thì cho em biết được thêm những cái bản sắc văn hóa của các dân tộc khác, và điều đó cũng làm cho em cảm thấy là mở mang kiến thức, nào hiểu biết về những dân tộc của trên dải đất hình chữ S này, giúp cho em thêm một cái lòng yêu bản sắc dân tộc và yêu đất nước của mình hơn. Nhưng chương trình này, ban tổ chức cũng dành tặng 22 phần quà cho các bạn thanh niên yếu thế.
Liên Quan đã tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh để các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có dịp thể hiện khả năng, bản lĩnh, trí tuệ và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để hoàn thiện phong cách năng động, sáng tạo của một thế hệ cán bộ đoàn. Qua đó cũng góp phần làm phong phú và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Và phóng sự cho đội cũng là điểm kết của chương trình Tây Đô Nghệ Mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.